Có thể nhiều bạn chưa biết, ở Cai Lậy gần trường Trung học Phổ thông Lưu Tấn Phát có một tiệm bán đồ ăn vặt ăn no, ăn chơi, mang về. Nói chung là rất là đa dạng món. Và có một cô bé trộm vía năm rồi được mọi người biết đến rất là nhiều. Năm nay em 20, chuẩn bị bước sang 21 rồi, thì em bé chân gà là cũng được khoảng 5 năm. Năm nay em thất bại rồi mấy chị ơi. Từ hai chi nhánh em đã gom về một chi nhánh ở dưới Hưng Long. Do chính em đứng ở đây em bán và em trực tiếp làm cho mấy chị luôn. Lúc trước là em không có đứng ở chi nhánh ở dưới Hưng Long này, nên có rất là nhiều vấn đề liên quan tới món ăn, thì em rất là xin lỗi mọi người luôn. Cũng đã trải qua thành công và đến bây giờ thất bại. Tuy nhiên thì menu bé đã cập nhật được khoảng tầm 30 đến 40 món. Chủ yếu vẫn là các món best seller như là chân gà, trứng non, bạch tuộc, mề gà. Các món mới như gà ủ muối sốt tôm dâm, có thêm bánh tráng lụi và đặc biệt được mọi người gọi nhiều nhất đó là cánh gà sốt Hàn Quốc và cơm cuộn trong một cái combo như thế này. Đối với tôi thì trà tắc Thái Xanh vẫn là mãi đỉnh nha. Các bạn cũng có thể thử các món trà trái cây ở đây. Bé sẽ bán từ 9 giờ 30 sáng cho đến 8 giờ 30 tối. Mọi người có thể tìm trên Google Maps là ăn vặt ý nu. Từ giờ trễ về sau em đảm bảo và cam đoan với mọi người là đồ ăn sẽ lúc nào cũng sẽ ngon. Nếu mà có vấn đề gì thì mấy anh chị cứ nhắn tin với em sẵn sàng giải quyết cho mấy chị 100% luôn.